Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn về chế độ bắt điểm trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, tính năng bắt điểm sẽ giúp chúng ta dựng hình chính xác hơn trong các phần mềm 2D hay là 3D. Với Ecotech, để thiết lập các chế độ bắt điểm, các bạn có thể kích vào biểu tượng hình nam châm này và các bạn có thể vào Setting. Ở đây chúng ta sẽ có các chế độ bắt điểm cũng như là các cái miêu tả về nó. Các bạn có thể tích chọn cái loại bắt điểm nào mà các bạn mong muốn. Ví dụ như đây, mình sẽ chọn Align và Orthographic. Mục Snap Distance, các bạn sẽ thấy chúng ta có khoảng cách bắt điểm và Snap Angle tức là góc. Các bạn có thể thay đổi cho nó về 200 hoặc là 0,5 độ. Lưu ý, khoảng cách ở đây được đo bằng đơn vị mm, đơn vị mặc định của Ecotech. Các bạn có thể kích vào OK. Và khi đó chúng ta kích vào đây, các bạn sẽ thấy chúng ta có các biểu tượng Align và Auto đã được tích chữ V. Ngoài ra các bạn thấy chúng ta có các hệ thống phím tắt được đặt dựa theo cái chữ cái viết đầu của các hệ thống bắt điểm. Các bạn thấy rằng Ecotech cho phép các bạn bật tắt từng loại bắt điểm riêng biệt. Ví dụ như Center sẽ có phím C, Grid sẽ có phím G. Mình sẽ minh họa như sau. Giả sử mình sẽ vẽ đường line, mình muốn bắt điểm nó vào hệ thống lưới này, thì các bạn có thể ấn G. Và các bạn thấy rằng ngay lập tức chúng ta có thể bắt điểm vào hệ thống lưới và vẽ như thế này. Hoặc như mình muốn vẽ vào trung điểm của đường thẳng này, các bạn có thể thấy hiện tại chế độ bắt điểm chưa cho phép chúng ta bắt điểm. Các bạn có thể ấn M tức là midpoint, trung điểm. Ngay lập tức chúng ta đã bắt được vào trung điểm của đối tượng. Một điều nữa các bạn lưu ý rằng ở phía dưới góc trái của màn hình chúng ta sẽ có cái ô snap. Hiện tại các bạn thấy rằng chế độ align, midpoint và auto đang được bật nên chúng ta có 4 chữ cái đây. Các bạn lưu thấy rằng khi chúng ta ấn A nó sẽ tắt đi, hoặc chúng ta ấn G nó tắt đi. Tương tự với việc vào đây, chế độ align và grid nó sẽ được tắt đi, không còn chế độ bắt điểm nữa. Và các bạn có thể bật lại bằng cách ấn vào phím A, G. Đấy, chúng ta thấy nó đã được hiển thị đây. Đây là những cái hướng dẫn giúp các bạn có thể tùy chỉnh các chế độ bắt điểm, giúp các bạn sẽ dựng hình một cách chính xác trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các buổi học lần sau.